Rồi, xin mời Thanh. Anh Thanh. Thôi Thanh được rồi, mớm mớm duyên mà đâu nói được. Rồi Thanh mớm đoạn cho cái gì đâu mà trước đoạn. Ông chứ ai. Minh Thụ không có quấn đen hát với người gái. Để Minh Thụ nó hát chứ. Đúng bài chứ. Từ từ đi, để Minh Thụ nó hát trước. Sau đây tiếp tục chương trình, xin giới thiệu Minh Thụ sẽ đến với ta một trích đoạn cải lương. Minh Thụ sẽ tự chọn. Em bây giờ em mắc hát rồi. Em sợ em lát nay em không có thấy mồi gấp đường. Ê lộn, không có thấy được gấp mồi. Ê lộn. Nói rồi tôi cháu quá hết trơn ta. Dạ, bây giờ em sẽ hát lớp trích đoạn theo lời yêu cầu và nói xin lỗi Nghĩa. Ông kia, ông nãy giờ ông nói nhưng mà tôi không dám nói tại vì tôi hát nhiều quá rồi. Hát hình như dành hát hết tất cả anh chị em nghệ sĩ. Bây giờ tôi sẽ tặng cho anh và tặng anh Đông là hình như là anh chú bác ruột với Nghĩa đúng không? À, bây giờ là xin bằng phép hình như cháu Đức Tôn luôn phải không? Ừ, thôi sẽ tặng cho gia đình chứ phải tặng riêng anh. Một lúc trích đoạn trong giả tuần được mang tên Tướng Cốt Bạch Hải Đường. Vậy đi, gọn gọn đi. Cái nào gọn nhất là nhanh. Mẹ của nó lại bỏ cha đi.
Em lặn lội từ cơ quan em về đây để bắt tôi. Nghĩa, từ cái thuở anh em mình biết nhau đến bây giờ, chắc không bao giờ em ngờ và cũng không bao giờ em nghĩ cái thằng anh của em lại là một cái thằng sắc nhất, một cái thằng tội lỗi đầy người. Nghĩa ơi, từ khi anh được phong vương ngự trị trên ngai vàng tình, thì anh là kẻ trắng tay, thì làm sao giữ nó một lâu. Anh tin chắc rằng sẽ đổ vỡ cuộc tình duyên. Quý gia đình ơi, 40 mấy tuổi đời rồi tôi chẳng buồn vui, vậy mà tôi đã lao thân vào vòng lao lý, chỉ thương cho đứa trẻ thơ vô tội như cánh chim tơ vơ rồi cuối chân trời. Trước khi anh vào lòng lý, anh tâm sự nhờ vợ chồng em hãy xem quý thu tôi như là con đũa của mình. Nghĩa anh Bình ơi, anh Bình ơi, qua giây phút tâm tình tôi đã hiểu được lòng anh. Tôi tin chắc rằng người đàn bà kia sẽ có ngày ăn năn hối hận, còn tôi vẫn chẳng là đôi bạn. Đôi bạn như thuở nào ta cùng chung trường, chung lớp bên nhau. Như hoàn cảnh bây giờ thật là ngang trái trên yêu. Hiện tại tôi là thanh tra quản lý tới tội phạm ở Minh Lạc. Tôi xin phép anh cho tôi là trò một phần sau khi ta cùng nhau lúc đàn tâm tình. Dừng lặng tôi không có thể được. Xin đưa hai tay cho anh cầu lại. Đây là mẹ thu tôi xin gửi lại nhờ anh thương tình, nuôi cho nó được thành nhân. Dạ em cảm ơn quý ông Đợn, cảm ơn tất cả gia đình rất nhiều. Đâu rồi? Bây giờ anh MC anh mắc hát rồi. À lộn, anh bắt Đợn.